hôm nay tôi nói đến DAS và ETC với cái vùng Dash đang rất là thấp à, vùng 135 kỳ vọng 170 cũng như là 220 trong thời gian tới nó đại diện cho chủng Masternode và nếu ai tìm hiểu về Masternode hãy Google nhé hoặc chat với tôi Tuy nhiên tôi muốn nói đến cái người giàu người ta chữ coi người ta đợt này người ta có thể chữ BNB và DOT cũng đã gặt những cái thành quả tất nhiên người ta muốn ra sớm ở trong kỳ ôn à, coin đang bay thì DASH và ETC cũng là một trong những cái mà cho những người chữ lâu dài và xem xét những cái sự nghiêm túc của các đội dép và đội phát triển ETC với mong muốn thoát khỏi những cái mà đồng mẹ của nó là ETH các cái đội dép cũng mong muốn phát triển và tạo ra những cái nền tảng giống như là CZ đã đang làm, làm cho Binance về cơ bản các smart contract của ETH cũng đã dựa vào được cái việc phát triển từ ETC hoặc là ETC dựa vào smart contract của ETH. Tuy nhiên với một cái bước đi giá tầm 12 đô cũng là một cái thất bại của cộng đồng. Tuy nhiên nếu mà cặp coin Dash và ETC cũng là một trong những cái mà những người người ta quan tâm và người ta lưu trữ một cách lâu dài. Kỳ vọng của con này cũng có thể gấp 3, gấp 4 lần đối với Dash coin bởi vì nó đã thấp rất rất, rất là nhiều rồi. À, chủng MasterNode cũng đã bị đề phi đánh bại. Tuy nhiên là gì ạ? Với cái sự gọi là mong muốn phát triển của mình thì chắc chắn là à, MasterNode cũng sẽ cạnh tranh ngang ngửa với đề phi trong tương lai. Vậy cái danh mục của cái người giàu lúc này người ta cũng phải xem xét hai con đó là Dash và ETC cho một cái tài khoản và để đó rất là lâu dài. Còn ETC thì sao? Vùng 15, 16 tiệm cận đến các cái vùng 16 cũng đã bị đánh thủng rất nhiều. Nó sẽ kỳ vọng phá ở các cái đỉnh như 14 và 16 trong thời gian tới và cũng có thể kỳ vọng lên 30 32 khi coi market cap đổ vào. Thì đây là một cái danh mục mà tôi có thể uh, tiến cử đến mọi người và xin được cảm ơn.